Ngày xưa ngày xưa, ở làng nọ có một người nông dân tên là Carrick. Anh rất hiền lành và nhân hậu. Cuối cùng cũng xong việc, mệt quá đi mất. Ôi, lốc xoáy ở đâu mà mạnh thế này? Làm ơn cứu tôi với. Anh là ai? Sao tự nhiên anh lại xuất hiện ở đây? Tôi là Tiều Phu, đang chặt củi thì bị yêu quá lốc xoáy cuốn đến đây, khiến toàn thân bị thương thế này. Và tôi lại ở cách xa đây lắm, mong anh hãy trọng lòng giúp đỡ. Tội nghiệp. Thôi, để tôi chịu anh về nhà tôi xem vết thương thế nào. Nhìn anh như thế này, tôi cũng không đỡ để anh ở đây một mình. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh và hai bác nhé. Anh đã đưa tôi về nhà chữa trị vết thương, còn cho tôi ăn uống ngon thế này. Tôi không biết lấy gì để đền đáp cả. Có gì đâu, giúp người là việc nên làm mà, anh đừng khách sáo. Giờ cũng muộn rồi, nếu như anh không ngại, có thể nghỉ lại đây một đêm ở nhà tôi. Sáng mai tôi sẽ đưa anh về nhà, dù sao anh cũng đang bị thương mà. Ôi, được thế thì còn gì bằng à. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ôi, gió ở đâu tự nhiên lạnh thế nhỉ? Là mình tỉnh cả giấc. Lạnh thế này không biết anh ta có ngủ được không, lại đang bị thương nữa. Hay là mình lấy thêm chăn cho anh ta nhỉ? Quái lạ, rõ ràng mình đã sắp xếp cho anh ta nằm đây mà. Anh ta đi đâu mất rồi? Là tiếng của cha mẹ mình. Trời ơi, thì ra ngươi là yêu quái. Mau thả cha mẹ ta ra. Cha, mẹ, cha mẹ mau tỉnh lại đi ạ. Cha mẹ ơi, cô đã hại chết cha mẹ rồi. Cô đã dẫn yêu quái về hại chết cha mẹ rồi. Không được, mình không thể để cha mẹ chết oan uổng như vậy được. Mình phải tìm hắn để trả thù. Trời đất mênh mông thế này, biết tìm hắn ở đâu để trả thù bây giờ? Hình như mình nghe thấy tiếng ai đang khóc thì phải. Con ơi, con gái của ta ơi. Bà ơi, có chuyện gì mà bà lại ngồi khóc ở đây vậy? Con gái của ta, nó bị yêu quái lốc xoáy bắt đi rồi. Ta nhớ nó lắm. Yêu quái lốc xoáy sao? Hắn cũng đã hại chết cha mẹ cháu. Cháu đang đi tìm hắn để trả thù đây. Cậu đi tìm hắn thật cơ, nhưng phép thuật của hắn cao cường như thế, làm sao cậu đấu lại nổi chứ? Dù có phải hy sinh tính mạng, cháu cũng quyết sống chết với hắn đến cùng. Nhưng ngặt nổi, cháu lại không biết hắn ở đâu để mà tìm. Ta thì biết, nhưng thân già này không thể đi tìm con gái được, nên đành ngồi đây khóc thôi. Bà biết chỗ ở của yêu quái lốc xoáy sao? Vậy bà hãy chỉ đường cho cháu với. Ta sẽ chỉ cho cậu, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Xin bà cứ nói ạ. Chỉ cần tìm được hắn thì chuyện gì cháu cũng làm. Con gái ta bị hắn giam giữ để ép làm vợ hắn. Nếu như cậu đến được nơi đó, hãy trao chiếc vòng tay của ta cho nó giúp ta. Nhưng làm sao cháu biết được con gái của bà trông như thế nào để đưa ạ? Lỡ không may đưa nhầm thì biết làm sao? Con gái của ta tên là Mira. Nó rất xinh đẹp. Trên lòng bàn tay phải của nó có một nốt ruồi màu đen rất to. Cháu nhớ rồi. Cháu nhất định sẽ đưa tận tay cô ấy và đưa cô ấy về cho bà. Được thế thì tốt quá. Ta cảm ơn cháu trước. Chúc cháu lên đường bình an. Có chiếc vòng này, con gái ta sẽ tin tưởng và đi theo cậu thôi. Nhưng cháu sẽ giữ nó cẩn thận. Vậy giờ cậu hãy đi dọc hết con sông này, sau đó đến một cánh rừng hoa đỏ. Căn nhà của yêu quái lốc xoáy ở cuối cánh rừng đó. Theo như lời bà lão nói thì đi hết cánh rừng này
sẽ tới được căn nhà của yêu quái lốc xoáy. Mình sẽ dừng lại nghỉ lấy sức chút, sau đó mới lên đường tiếp vậy. Này chàng trai, có phải cậu đang đi tìm yêu quái lốc xoáy không? Vâng, thưa cụ, cháu đang đi tìm hắn đây. Với sức mạnh của cậu thì không thể là đối thủ của nó được. Ta cho cậu nắm lá độc này, cậu hãy lén bỏ vào thức ăn của nó. Sau khi ăn phải, nó sẽ tạm thời bị mất phép thuật. Đó là lúc cậu ra tay. Cháu cảm ơn ông đã chỉ đường dẫn lối. Thì ra là giấc mơ sao? Ôi, đây chỉ là nắm lá độc ông lão đưa cho mình mà. Vậy là không phải mơ rồi. Tốt quá, đi tìm hắn ngay thôi. Anh là ai? Anh đến đây làm gì? Tôi đến tìm yêu quái lốc xoáy. Còn cô, cô có phải là Mira không? Sao anh lại biết tên tôi? Đúng là cô rồi. Anh là ai? Ai cho phép anh cầm tay tôi? Tôi xin lỗi, tôi cần phải xác minh xem cô có phải là con gái của bà lão mà tôi gặp không. Bà ấy nhờ tôi đưa chiếc vòng này cho cô. Ôi, đúng là chiếc vòng của mẹ tôi rồi. Anh đã gặp bà sao? Không còn nhiều thời gian đâu, tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Yêu quái lốc xoáy đâu? Hắn ta đang ngủ, anh định làm gì thế? Tôi định giết chết hắn để trả thù cho cha mẹ, và cũng là để giải thoát cho cô. Không được đâu, anh không phải là đối thủ của hắn. Anh sẽ bị hắn giết chết đó. Vậy mới cần tới sự giúp đỡ của cô. Cô hãy đun nắm lá này lên, cho vào thức ăn của hắn để hắn ăn. Việc còn lại tôi sẽ lo. Có chắc là sẽ tiêu diệt được hắn không? Hãy tin ở tôi, nhất định chúng ta sẽ thành công. Được, tôi tin anh. Chàng ăn canh đi, hôm nay thiếp nấu canh này cho riêng chàng đấy. Nàng đã đổi ý muốn làm vợ ta rồi hay sao mà hôm nay nhẹ nhàng vậy? Thiếp nghĩ kỹ rồi, làm vợ chàng cũng đâu có gì xấu đâu. Chàng đối với thiếp rất tốt mà. Có thể chứ, người đẹp của ta, ta sẽ ăn hết bát canh nàng nấu. Sao, sao tự nhiên ta thấy toàn thân khó chịu, mất hết sức lực thế này? Nàng, nàng đã làm gì hả? Người đã mất hết phép thuật rồi, chuẩn bị chịu chết đi. Cuối cùng, yêu quái lốc xoáy đã bị tiêu diệt. Carrick đưa cô gái an toàn trở về bên bà lão, rồi cả hai nên duyên vợ chồng, sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Mèo dạy hổ. Ngày xưa, loài hổ khi ấy chỉ là một loài vật to xác, chứ chưa hề nhanh nhẹn, khôn khéo như bây giờ. Ồ, cao quá, đáng sợ quá, mình ngã mất, chóng mặt quá. Đồ hổ vụng về. Cậu ta chả làm được việc gì nên hồn cả. Có đứng mà cũng không vững. Buồn cười quá. Đồ ắt con, dám cười nhạo ta à? Để xem ta cho các ngươi bài học. Ôi giời ơi, sợ quá. Xem kìa, họ định bắt chúng ta chứ. Thật nực cười. Dụng về đứng còn chả dẫn mà còn đòi cho người khác bài học. Các ngươi cứ đợi đi, rồi các ngươi sẽ biết tay ta. Chán nhỉ, mình muốn được chơi với mèo để học hỏi bạn ấy chút, mà bạn ấy bận quá, chẳng có thời gian chơi với chúng mình. Ừ, mèo vừa nhanh nhẹn, hoạt bát, lại giỏi võ nữa, bạn ấy chẳng chơi với chúng mình đâu. Giá mà mình cũng được mọi người nể sợ như mèo nhỉ. Thật bất công, mình thì to lớn thế này, còn mèo thì bé tí teo. Ấy thế mà ai cũng sợ mèo, mà chẳng coi mình ra gì cả. Đúng rồi, mèo vừa thông minh, nhanh nhẹn, vừa linh hoạt. Từ việc chạy nhảy, rình, vồ mèo đều vô cùng linh hoạt. Mình phải đi tìm mèo mới được, nhất định phải năn nỉ cậu ta. Anh mèo à,
Anh cũng biết rồi đấy, tôi vốn to lớn như thế này, nhưng lại vụng về đá đâu hỏng đấy. Vì thế, trong rừng muôn loài luôn mang tôi ra làm trò cười thôi à. Điều đó khiến tôi khổ tâm vô cùng. Nhiều đêm tôi ngủ chả ngon, ăn chả được. Cứ như thế này, tôi đến chết vì đau khổ mất. Vâng, kể ra thì cũng hơi tội cho anh. Vâng, tôi khổ tâm lắm anh mèo ạ. Vì thế hôm nay tôi mới mạo muội đến đây, xin anh nhận tôi làm đồ đệ. Tôi nguyện xin gọi anh là sư phụ. Chuyện này thì... Chuyện này tôi cũng chỉ biết trông chờ và nhờ cậy vào anh. Nếu anh không thương tôi thì tôi chả còn đất nào mà sống nữa. Thôi được rồi, nếu anh thật sự muốn học hỏi để thay đổi cuộc đời thì tôi sẽ giúp. Nhưng anh phải hứa với tôi, võ học chỉ để bảo vệ bản thân và bảo vệ kẻ yếu, không được làm chuyện xấu, không được bắt nạt kẻ khác nghe chưa? Vâng vâng, anh dạy gì tôi cũng nghe. Hôm nay là sinh nhật của bạn chim cú đấy. Chúng ta qua nhà bạn ấy chúc mừng sinh nhật đi. Ừ. Ô, bạn hổ bụng về kìa. Hổ ơi, bạn có đi sinh nhật bạn cú với chúng mình không? Đứa nào dám gọi ta là hổ bụng về thế? Láo toét, mau xin lỗi ta đi. Bấy lâu này ta chịu nhục đủ rồi nhé. Nay ta đã khác rồi, từ giờ đừng hòng nhạo báng ta. Hãy xem đi. Ôi trời ơi, hổ dữ quá. Hôm nay sao hổ nhanh nhẹn vậy? Chạy mau, chạy mau, chạy mau. Cho chúng mình xin lỗi. Đừng đuổi bắt nữa, chúng mình sợ lắm. Hổ ơi, chúng mình xin lỗi mà. Ôi, mau đi xem thế nào. Cậu hổ sao hôm nay bỗng hung hăng thế? Đang đuổi bắt sóc và thỏ kia kìa. Ừ, là thật đấy. Hổ đang vụng về như thế, mà giờ lại nhanh nhẹn linh hoạt thật. Hổ đang đuổi bắt sóc và thỏ ư? Hổ đã hứa là không bắt nạt kẻ khác rồi cơ mà. Sao mới có tí vỏ mà đã hung hăng như vậy? Thật là mình phải đi xem thế nào mới được. Tên sóc và thỏ kia, ra đây ngay, các người sẽ biết tay ta. Thả cho bọn tôi đây, bọn tôi biết lỗi rồi mà. Thôi bỏ qua đi cậu hổ, cậu hôm nay khác thế. Bình thường tôi nhịn để mọi người nhạo báng quá lâu rồi, từ giờ tôi sẽ không bỏ qua cho một ai hết nữa đâu. Tôi sẽ xử lý từng kẻ một, cứ đợi đấy. Anh hổ, anh bảo xử lý từng kẻ một là những ai? À, xin chào anh mèo, anh đến đúng lúc lắm. Anh nhỏ người thế kia thì vào trong cái hốc kia, kéo hai tên sóc với thỏ hỗn xược ra cho tôi xử lý chúng cái. Anh hổ này, anh bảo anh học võ để bảo vệ bản thân và kẻ yếu cơ mà. Sao giờ anh lại đi bắt nạt những người khác như thế hả? Sao tôi có thể bỏ qua những ngày tháng bị nhạo báng được? Giờ tôi sẽ đi xử lý hết những kẻ chê cười tôi khi xưa.
Việc gì tôi phải kiêng nể ai chứ? Anh mà còn nói nhiều, tôi sẽ xử luôn cả anh đấy. Tên hổ kia, ngươi thật cháo trở. Từ giờ đừng hòng ta dạy cho ngươi cái gì nữa. Ta ở đây cũng không thèm học nữa nhé. Ngươi làm gì còn bài gì nữa. Ta chỉ cần xơi tái ngươi thì sẽ thành kẻ mạnh nhất khu rừng này. Xem đây. Anh mèo, sao anh trèo lên cây nhanh thế? Sao tôi lại không trèo được thế này? Anh mèo, sư phụ à, sư phụ dạy cho tôi trèo cây với đi. Tên hổ gian ác kia, ngươi vừa còn đòi chém thịt ta cơ mà. Ngươi thật tráo trở, vừa có chút vỏ đã trở về bản tính hung hăng. Ngươi mãi mãi không trèo cây được như ta đâu. Từ giờ ta và ngươi sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh mèo, đừng giận dữ thế. Tôi vẫn là đệ tử của anh. Còn bài trèo cây này xin hãy dạy tôi. Đừng hòng ta dạy cho ngươi thêm bài võ nào nhé. Ngươi mà còn bắt nạt kẻ yếu trong khu rừng thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Anh mèo, tôi sẽ thay đổi, tôi xin hứa. Với loại lừa thầy phản bạn như anh mà tôi còn tin sao? Giờ thì hãy cút đi. Từ nay trở đi, loài hổ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể trèo cây như loài mèo. Hãy cảnh giác với những kẻ vốn bản chất đã xấu xa, có thể tráo trở quay lại, làm hại người đã giúp đỡ nó bất cứ lúc nào.